Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2024 của 12 con giáp để đón may mắn, tránh xui xẻo cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 17 tháng 3 năm 2024, tức ngày 8 tháng 2 âm lịch ngày Canh Thìn, trực, trừ, tốt mọi việc, tuổi xung ngày, Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn, tuổi hợp trong ngày, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy cục. Giờ hoàng đạo, giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Tây Bắc, hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 5 tuổi chẳng lo thiếu tiền tiêu trong ngày chủ nhật này sẽ là tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Ngọ và tuổi Mão. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 17 tháng 3 năm 2024 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Tử vi hôm nay thấy rằng tam hợp nâng đỡ, người tuổi Tý nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của nhiều người trong ngày hôm nay. Nhờ vậy mà bạn không sợ đối diện với khó khăn, thử thách, công việc nào cũng giải quyết êm xuôi. Với người làm kinh tế, bạn niềm nở với khách hàng để dễ được lòng mọi người, ai cũng muốn quay lại ủng hộ vào lần sau. Hôm nay là thời điểm thuận lợi để mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh. Thổ khắc thủy, tức rằng mối quan hệ giữa bạn và người ấy lại đang trở nên khá căng thẳng. Hai người đang hiểu lầm nhau về một vấn đề nào đó, nếu không chịu chủ động trò chuyện, tháo gỡ thì khoảng cách đôi bên sẽ dần xa xôi. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của nhiều người. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, không sợ đối diện với khó khăn, thử thách, công việc nào cũng giải quyết êm xuôi. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, niềm nở với khách hàng, để dễ được lòng mọi người. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, thời điểm thuận lợi để mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, vợ chồng bạn đang hiểu lầm nhau về một vấn đề nào đó. Con số may mắn 9, 0, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường trắng, xanh dương, quý nhân phù trợ Sửu, Thìn, Thân. Tử vi tuổi Sửu, người tuổi Sửu phải chịu tác động xấu của cục diện tương phá trong ngày hôm nay. Bạn gặp nhiều khó khăn trong công việc do bị kẻ xấu quấy rối. Vì vậy, bạn nên cẩn thận khi tiếp xúc với người khác, kể cả người tỏ ra niềm nở với mình. Các quyết định đầu tư, kinh doanh không nên đưa ra một cách vội vã trong ngày hôm nay. Bản mệnh nên kiểm chứng thông tin kỹ càng, nắm rõ tình hình thị trường và lượng sức mình, như vậy mới tránh được những tổn thất không đáng có. Ngoài ra, trong ngày thổ vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức, dù bạn vẫn còn trẻ tuổi đi chăng nữa. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, hãy đi khám chữa ngay trước khi bệnh tình trở nặng. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, gặp nhiều khó khăn trong công việc do bị kẻ xấu quấy phá. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, nên cẩn thận khi tiếp xúc với người khác, kể cả người tỏ ra niềm nở với mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, các quyết định đầu tư, kinh doanh không nên đưa ra một cách vội vã. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, nên kiểm chứng thông tin kỹ càng, nắm rõ tình hình thị trường và lượng sức mình. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, hãy đi khám chữa bệnh ngay khi cơ thể có dấu hiệu bất thường. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường nâu, cà phê, quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần, xem tử vi hàng ngày, Mộc khắc Thổ, người tuổi Dần phải đối diện với những tổn thương trong chuyện tình cảm. Có thể bạn nhận ra rằng người ấy từ trước đến nay không hề thật lòng với mình, những hy sinh của mình là hoàn toàn uổng phí. Hãy bình tĩnh để không hành xử thái quá trong trường hợp này. Nếu đối phương đã không biết trân trọng bạn thì bạn nên từ bỏ, không nên nuôi những oán hận trong lòng, chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi mà thôi. Thiên tài che chở, may mắn là đường tài lộc của con giáp này lại khá rực rỡ. Bạn có cơ hội trúng thưởng, trúng số hoặc nhận tiền lãi lời từ những mối đầu tư trước đó. Nhờ có khoản tiền này, bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không phải lo cháy túi. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, nhận ra có ai đó trước nay không hề thật lòng với mình. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, hãy bình tĩnh để không hành xử thái quá trong mọi trường hợp. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, không nên nuôi những oán hận trong lòng, chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, có thể đạt được mức lợi nhuận ổn định và tăng tiến.
Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim có cơ hội trúng thưởng, trúng số hoặc nhận tiền lời lãi từ những mối đầu tư trước đó. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, Ngọ, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, tam hội nâng đỡ, người tuổi Mão giữ được tinh thần lạc quan, tích cực đối diện với mọi vấn đề trong ngày hôm nay. Bạn có thể tìm ra cách giải quyết những khúc mắc đã tồn tại từ trước đến nay và khiến nhiều người nể phục. Với người làm kinh tế, hôm nay là thời điểm thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác. Hãy kiểm tra kỹ càng hợp đồng trước khi đặt bút ký, như vậy sẽ hạn chế được nhiều mâu thuẫn, tranh chấp trong tương lai. Mộc khắc thổ, tiếc rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại khá nhạt nhòa. Bạn quá bận rộn nên quên mất dành thời gian cho người thân. Mối quan hệ giữa các thành viên đang dần xa cách, bạn nên tìm cách hàn gắn ngay. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, giữ được tinh thần lạc quan, tích cực đối diện với mọi vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, có thể tìm ra cách giải quyết những khúc mắc đã tồn tại từ lâu. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, hôm nay là thời điểm thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, hãy kiểm tra kỹ càng hợp đồng trước khi đặt bút ký kết. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, bạn quá bận rộn nên quên mất dành thời gian cho người thân. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh da trời, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Dần, Thìn, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, cục diện tự hình khiến người tuổi Thìn cô lập bản thân với mọi người xung quanh. Bạn không muốn hợp tác với ai mà chỉ muốn một mình tự giải quyết mọi việc. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải công việc nào cũng có thể dựa vào sức của chỉ một người. Hơn nữa, nếu bạn gánh vác quá nhiều trọng trách, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Hãy để mọi người xung quanh được giúp đỡ bạn. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài Thần. Có như vậy, bạn sẽ gặp được nhiều may mắn hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, không nên cô lập bản thân với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, không muốn hợp tác với ai mà chỉ muốn một mình giải quyết mọi việc. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, nếu bạn gánh vác quá nhiều trọng trách, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, hãy để mọi người xung quanh được giúp đỡ bạn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, hãy xuất hành theo hướng hoàng đạo nếu muốn gặp thuận lợi. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám, quý nhân phù trợ, Tý, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Tỵ, theo tử vi, hỏa sinh thổ, người tuổi Tỵ còn độc thân, đã cởi mở hơn trên phương diện tình cảm. Bạn chịu gặp gỡ mọi người xung quanh và chủ động trò chuyện. Hôm nay bạn có thể khiến cho ai đó rung động. Với người đã có đôi có cặp, bạn rất có trách nhiệm với gia đình mình. Dù công việc bận rộn đến mấy, bạn cũng không quên chia sẻ công việc với người ấy, trò chuyện để thấu hiểu con cái hơn. Thiên quan chiếu mệnh, tiếc rằng phương diện sự nghiệp của bản mệnh lại có chút ít gập ghềnh. Hôm nay không phải là ngày thích hợp để bạn gặp gỡ người quyền cao chức trọng. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, gặp gỡ mọi người xung quanh và chủ động trò chuyện. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, hôm nay bạn có thể khiến cho ai đó rung động. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, dù công việc bận rộn đến mấy, bạn cũng không quên chăm sóc gia đình. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, không phải là ngày thích hợp để gặp gỡ người quyền cao chức trọng. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, bạn cần phải cố gắng bằng chính sức của mình, chớ lợi dụng quan hệ. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, Ngọ, Mùi, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chính quan tương trợ, người tuổi Ngọ biết được thế mạnh của mình là gì và phát huy đúng lúc. Nhờ vậy mà bạn có thể ghi điểm trong mắt cấp trên, thậm chí chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Với người làm lãnh đạo, bản mệnh ngày càng thể hiện được tầm nhìn xa trông rộng của mình và khiến cấp dưới tin tưởng. Hôm nay bạn có thể đưa ra được những quyết sách chính xác, tìm ra hướng đi mới cho tập thể. Hỏa sinh thổ, chuyện tình cảm cũng báo về nhiều tin vui. Con giáp này tự tin, hòa đồng nên có thể thu hút ánh mắt của nhiều người đối diện. Bạn có thể gặp được người có tiếng nói chung với mình trong hôm nay. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, biết được thế mạnh của mình là gì và phát huy đúng lúc. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, bạn có thể ghi điểm trong mắt cấp trên, thậm chí chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, thể hiện được tầm nhìn xa trông rộng của mình và khiến cấp dưới tin tưởng. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, tự tin, hòa đồng nên có thể thu hút ánh mắt của nhiều người đối diện. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, đưa ra được những quyết sách chính xác, tìm ra hướng đi mới cho tập thể.
con số may mắn 5, 6, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, tím, hồng, quý nhân phù trợ, Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, chính ấn chỉ đường, người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong hoạt động thi cử vào ngày hôm nay. Bạn nắm vững kiến thức chuyên môn, trình bày rõ ràng, mạch lạc nên dễ để lại ấn tượng tốt trong lòng ban giám khảo. Tuy nhiên, bạn không nên vội vàng hài lòng với thành công mình vừa gặt hái được. Thay vào đó, hãy tiếp tục đặt ra các mục tiêu xa hơn nữa. Chớ nên dậm chân tại chỗ, tạo cơ hội cho người khác vượt qua. Phương diện tình cảm nhìn chung không có nhiều biến động. Muốn thoát cảnh độc thân, bạn chớ nên bị động trong các mối quan hệ. Không nên chỉ chờ đợi một người nào đó chủ động tiếp xúc với mình. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, gặp nhiều may mắn trong hoạt động thi cử. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, được lãnh đạo đánh giá cao và mọi người xung quanh tâm phục, khẩu phục. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, không nên vội vàng hài lòng với thành công của mình vừa gặt hái được. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, chớ nên dậm chân tại chỗ, tạo cơ hội cho người khác vượt qua. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, không nên chỉ chờ đợi vào một người nào đó chủ động tiếp xúc với mình. Con số may mắn 7, 0, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường nâu, cà phê, quý nhân phù trợ Mão, Tỵ, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, tam hợp phù trợ, người tuổi Thân có thể tìm được người có mục tiêu chung, có cùng chí hướng với mình trong ngày hôm nay, hai người hợp tác ăn ý với nhau nên công việc đạt được kết quả cao hơn dự tính. Người làm kinh tế tìm ra hướng đi mới cho riêng mình. Dù vất vả nhưng đồng tiền chảy vào túi rất khả quan. Ngoài ra bạn cũng không phải chịu sự cạnh tranh quá gay gắt đến từ đối thủ nên không quá mệt mỏi. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực trừ là ngày tốt để tiến hành các công việc trọng đại. Vì thế nếu bản mệnh đã lên kế hoạch thực hiện công việc gì thì nên bắt tay vào tiến hành ngay. Như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, có thể tìm được người có chung mục tiêu, có cùng chí hướng với mình. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, hợp tác ăn ý với nhau nên công việc đạt kết quả cao hơn dự tính. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, tìm ra hướng đi mới cho riêng mình, dù vất vả nhưng đồng tiền chảy vào túi. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, không phải chịu sự cạnh tranh quá gay gắt từ đối thủ. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, hãy sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường bạch kim, vàng, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, nhị hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu có những suy nghĩ rất cởi mở và sáng tạo. Bạn cũng sẵn sàng lắng nghe góp ý của người khác. Như vậy mà bạn có cái nhìn đa chiều về mọi vấn đề, tìm ra cách giải quyết công việc phù hợp nhất. Có người sẽ giới thiệu cho bạn cơ hội làm việc hoặc học tập khá quý giá trong ngày hôm nay. Bạn có thể sẽ phải vất vả trong một thời gian ngắn, song bạn sẽ học hỏi được nhiều điều hữu ích. Thổ sinh kim, gia đình chính là hậu phương vững chắc của bạn. Người thân luôn đưa ra cho bạn những lời cổ vũ, động viên hoặc sự giúp đỡ thiết thực nhất. Cũng nhờ có nghề nhà mà bạn không sợ hãi đối diện với bất cứ điều gì. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, có những suy nghĩ rất cởi mở và sáng tạo về nhiều vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, có cái nhìn đa chiều về mọi vấn đề, tìm ra cách giải quyết công việc phù hợp nhất. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, có người sẽ giới thiệu cho bạn cơ hội làm việc và học tập khá quý giá. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, có thể sẽ phải vất vả, nhưng bạn sẽ học hỏi được nhiều điều hữu ích. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, gia đình chính là hậu phương vững chắc của bạn. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, bạch kim, xám, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, trong ngày hôm nay, người tuổi Tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện tương xung. Con giáp này trở nên hành xử nóng nảy, hạn chế mâu thuẫn với người khác, chuyện bé xé ra to chỉ khiến bạn gặp phải nhiều rắc rối lớn hơn. Người làm kinh tế có thể sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt đến từ đối thủ. Tốt nhất, bạn cần giữ vững thế mạnh của mình, không bị thuyết phục bởi lời dụ dỗ ngon ngọt của người khác. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang rơi vào tình trạng bằng mặt không bằng lòng. Vợ chồng gặp phải vấn đề gì thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau, chớ giữ những điều hậm hực trong lòng, lời nói bóng gió khiến đôi bên đều khó chịu. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, chớ nên hành xử nóng nảy, hạn chế mâu thuẫn với người khác. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, chuyện bé xé ra to chỉ khiến bạn gặp phải nhiều rắc rối lớn hơn. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt đến từ đối thủ. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, cần giữ vững thế mạnh của mình, không bị thuyết phục bởi lời dụ dỗ ngon ngọt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, vợ chồng gặp phải vấn đề gì thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau. Con số may mắn 6, 1,
Giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quy nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. Tử vi tuổi Hợi, thực thần chiếu mệnh, người tuổi Hợi làm công việc tự do có thể nhận được tiền thù lao vào ngày hôm nay. Công sức bạn bỏ ra được đối tác đánh giá cao, đối phương sẽ muốn hợp tác lâu dài với bạn. Một người có thể đưa ra những quyết định đầu tư trong thời điểm này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn bước chân vào lĩnh vực mới thì nên dốc tiền một cách vừa phải, vừa làm vừa học hỏi để tránh tổn thất không đáng có. Thổ khắc thủy, chuyện tình cảm của bản mệnh thì lại không được như mong muốn. Con giáp này ích kỷ, chỉ biết có mình nên dễ khiến đối phương tổn thương. Bạn cần xem lại cách nghĩ, cách hành xử của mình. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, công sức bạn bỏ ra được đối tác đánh giá cao. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, nếu bạn muốn bước chân vào lĩnh vực mới thì nên dốc tiền một cách vừa phải. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, cần có cách hành xử khéo léo hơn khi tham gia vào những buổi gặp gỡ. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, đừng ích kỷ vì mình mà khiến người khác tổn thương. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, bạn cần xem lại cách nghĩ, cách hành xử của mình. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quy nhân phù trợ dần, mão, mùi. Đánh giá tử vi ngày 17 tháng 3 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Ngọ, dậu, con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Sửu, tuất. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé.